Xin chào mọi người. Cách đây cũng 2 tháng ha, mình có giới thiệu với các bạn trong cái clip mà đi Thành Thái bị công an phong tỏa đó. Cái khúc cuối mình có giới thiệu các bạn cái mấy cây này ha, giáng hương quế quế trắng ha. Theo cái người bán người ta ghi là quế trắng. Thì sau 1 tháng một tháng mình treo ở trong nhà tắm ha, để các cái lá bệnh lá hư rồi nó rụng hết đi. Thì sau sau khi mà nó rụng hết các cái lá hư đi rồi á, thì mình treo ra ngoài vườn ha, rồi mình tưới. Trong cái thời gian ở trong nhà tắm thì tưới rất ít, gần như là không tưới luôn ha. Đó thì đưa ra ngoài vườn rồi tưới nước đầy đủ, rồi đến nay là 2 tháng rồi, rồi để nó ra ha. Không không có thuốc kích thích, không có tưới phân, không gì hết ha, chỉ nước thôi. Đó. Đây cái này cũng ra nè, cái cây này ra chậm nhất nè. Để trắng trắng phía trong ngay chỗ cái miếng dến đó. Đó. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn cái cách ghép ha. Đó. Thì sau khi mình hồi sức cấp cứu nó xong á, mình đưa nó từ rừng về thì mình ghép. Thì ở đây á, có 2 dạng ha. Dạng thứ nhất là nó chịu rễ như vậy, đa số là nó chịu rễ giống như vậy ha. Còn dạng thứ hai là nó còn nguyên bụi giống như vậy đây đó. Thì cái này á, là mình có thể ốp nó vào khúc gỗ nào mà nó ngang ngang nè, nó nằm ngang như nè đó. Thì cây nó sẽ như vậy ha đó. Đây, ốp vô giống như ngoài rừng luôn. Đó. Còn trường hợp mà nó để nó còn có chút xíu như vậy thôi á thì mình sẽ cột theo kiểu khác rồi để cho nó phát triển nó tốt nhất ha, để bảo vệ cái rễ. Thì khi mà cái rễ này nó mới ra nè, chúng ta phải giữ. Cây nó còn yếu á, nó chưa có nhiều rễ nên chúng ta phải giữ ha, chứ còn nếu mà nó nhiều rồi á, thì mình cột kiểu nào cũng được. Nên cái trường hợp này á, mình cột mình phải né cái rễ ra ha. Rồi bây giờ mình bắt đầu ghép ha. Rồi mình tháo nó ra khỏi dây ha, cắt ra khỏi dây. Rồi mình kiểm tra coi phía mặt bên này có gì không. Đó. Phía mặt bên trong của miếng dến không có rễ ha, nó không có mọc rễ vô. Thì tùy theo khúc thôi, không phải khúc nào cũng mọc rễ vô ha. Rồi mình cắt, mình tháo miếng dến ra ha. Rồi rồi chúng ta, khi mà chúng ta tháo là chúng ta phải xem nó có gì không. Đây bạn thấy không, cái bên trong miếng giới nó có mọc ra cái rễ nhỏ xíu nè đó. Chúng ta ghép chúng ta để ý ha, không để cho nó chèn mấy cái này ha, chúng ta giữ nó đó. Rồi giờ mình ghép ha. Rồi ở đây mình có khúc gỗ nè, chúng ta sẽ ghép xem sao. Đó, khúc gỗ này á, cứ xéo ha, để cho nước nó dồn về phía bên này thôi. Rồi chúng ta sẽ khoan một lỗ để mắc dây và một lỗ để cắm chai nước ha. Các bạn nào mà thường xuyên theo dõi các clip mình á thì chắc cũng biết hết ha. Cái cắm chai nước rồi để cho nó giữ ẩm á. Thì cái đơn thân này nè, cái rễ nó là rễ gió á. Các bạn trồng vô cái khúc gỗ này nó khô, trời nắng nó khô là nó đi ra ngoài hết, để đi ra ngoài hết. Nên đợt vừa rồi mình mới làm mấy cái chai nước cắm á, thì bạn nào mà đăng ký kênh theo dõi thì rất là rõ cái này ha, vấn đề này ha. Thì bữa giờ thì mấy cái chai nó cũng phát huy tác dụng thôi, nó giữ ẩm cho gỗ tốt. Rồi giờ mình khoan lỗ đây ha. Thì
Cái này mình không lót thôi vừa ha bạn. Thì cao khi mình cắm cái chai nước vô á, nó sẽ tăng cái độ ẩm, mình gần như nó ẩm liên tục, nó không cần xây dừa nữa. Cái nào mà chúng ta không có cắm cái chai nước được á, chẳng như chúng ta trồng trồng ngang á, thì mình cần thì mình lót xây dừa vô ha. Rồi, chúng ta khoan một cái lỗ ở đây để chúng ta cắm chai nước. Chúng ta khoan sâu chút xíu ha. Rồi chúng ta ngoáy cho nó to. Đó. Bây giờ mình móc kẽm vô trước ha, rồi mà mình mới cột cây. Dạo này đi hôm tuần trước đi xuống Thành Thái ấy, vừa mới xuống được chút xíu thôi, mấy bác dân phòng rồi tới đuổi quá, rồi cuối cùng hoang vắng luôn, tan hoang luôn, rồi không biết là mấy bà đó đi về đâu, đi bán chỗ nào luôn, chạy một vòng xuống dưới nhà Tảo hoành lại hồi không còn ai hết. Thì nói chung càng ngày càng khó khăn ha. Hồi trước đuổi phía bên cái trường học rồi, cái bây giờ đuổi thêm bên kia nữa. Mà cái đường đó nó rộng chả bé, nó đâu có nhỏ đâu mà cái vỉa hè nó. Rồi ở đây thì mình gắn thêm một cái lọ để ủ phân bón, ý ủ lá rồi phân được các thứ ha, cho nó chảy xuống, thì mùa mưa nó chảy xuống mình khỏi tưới ha. Thì các cái video chứ mình đã chia sẻ các bạn rồi ha, các bạn quan tâm có thể tìm hiểu xem ha. Đó, mà cắm như đây mình đo dây mình cắt luôn. Đó, phải tưới phân bón ha, cái này mình ủ rồi nó tự chảy xuống thôi. Mấy bữa nay mưa thời tiết thất thường á, áp thấp nhiệt đới rồi cái thứ thấy nó cũng phát huy tác dụng ha. Cứ mốt vô mùa mưa sẽ thử cho phân ấy vô, đang ủ phân chuột nữa, mốt vô mùa mưa thử cho phân chuột vô. Thì theo mình nghĩ cuối tuần rồi, mà có học đó, học có thứ bảy chủ nhật thôi, chứ có phải ngày nào cũng học đâu, thì đúng là mất trật tự lòng lề đường thiệt á. Nhưng mà nó cũng thú vui thôi, cũng giống như cái văn hóa thôi. Không biết là các hội những người mà chơi hoa lan á, giờ nếu mà làm cái kiến nghị lên ủy ban không biết người ta cho không. Đó. Nè nó dốc quá. Đó. Cắm như vậy, cắm vô vậy rồi lúc mà tưới, lúc mà nhét lá vô là nó tự cố định lại ha, nhét lá khô vô rồi ok.
vô đây. Rồi xong, bây giờ chúng ta ghép ha. Rồi các bạn chú ý ha, cái cọng rễ này nè chúng ta phải giữ, cái này nè chúng ta phải cẩn thận. Đó, chúng ta có hai cọng ha, một cọng phải giữ, một cọng phải cẩn thận. Đó. Rồi cái cọng này nó cao hơn nè, và cái thân này nó cong nè, tùy cơ ứng biến nha, không phải cây nào cũng vậy ha. Đó, bây giờ chúng ta cột nó vô đây. Rồi. Rồi, các bạn coi này, thấy không? Cái chỗ này nè, có cái rễ rồi ra nè. Chỗ này nè. Chúng ta ốp vô, né nó ra. Thấy không? Nó cách một khoảng không? Mai mốt nó ra, nó đâm vô đây là vừa ha. Đó, nó bò vô là vừa. Rồi, cột sát xuống dưới này. Rồi, vậy ha. Lấy dây rút á, lấy dây rút rút lại ha. Xài dây rút là hiệu quả nhất ha. Để nó cố định, nó cố định cây. Nếu mà cần á, cái cây mà nó thẳng quá, có thể chêm vô một miếng sơ dừa ha. Miếng sơ dừa, miếng gỗ cũng được. Đây, chúng ta chêm một miếng sơ dừa giống vậy nè. Đó, chêm vô miếng sơ dừa này cho nó cao lên, nó cắt ra. Đó. Nó phụ thuộc vào cái cây rồi, phụ thuộc vào cái khúc gỗ nữa. Đó. Rồi, chúng ta lấy dây rút rút lại. Rồi, vậy là xong ha, xong một giò ha. Ta rút chặt lại. Thì nếu các bạn không có dây rút á, thì cái này mình khuyên các bạn là nên cột bằng dây ni lông ha. Dây ni lông khoảng thời gian nó mục ra mà nó giữ ẩm nữa. Đó. Thì sẽ có một được cái giò giống như vậy. Nè. Đó, một cây ha, mình chỉ trồng một cây vô đây thôi, còn mấy cái kia từ từ mình trồng ha. Rồi ok ha. Đó. Mai mốt cái rễ phía trong này nó ra, nó bám vô khúc gỗ ha. Còn cái rễ này mình để cho nó vươn luôn, mình nuôi cây khi nào nó khỏe rồi mình mới bắt đầu mình uống rễ ha. Đó. Uống rễ theo kiểu mà bẻ, giống như hôm trước mình chia sẻ các bạn á, bị mọi người chửi nhiều quá. Thì lát nữa mình sẽ cho các bạn thêm cái cây ngọc điểm đó. Hôm nay nó ra ba vòi hoa, nó vẫn khỏe mạnh ha. Rồi. Rồi bây giờ mình ghép thêm một cây nữa ha. Cái cây mình để vậy nè. Thì để cho các bạn thấy là cái tùy cơ ứng biến ha. Thì mấy cái cây trên này nè cũng ghép dạng giống vậy ha, nhưng mà rễ nó còn ngắn quá mình chưa ghép ha. Thì khi nào mà rễ nó dài á, mình ghép đây. Cây này mình sẽ ghép cây này ha, vào một cái nhánh cây ngang đúng chuẩn với nó luôn ha. Rồi giờ mình ghép khúc này nè, khúc này ngang nè, xung quanh là mấy cây ngọc điểm ha. Chờ ghép xong rồi cho bạn xem. Gắn camera nó bị lắc dữ quá ha. Đây, mấy dây này khô quá, dây khô mỡ. Trong này có mấy cái rễ nhỏ xíu ha, cái rễ này. Đó, có một cái rễ nó bị ép nè bạn. Nó cây này hơi khó ha, thì bây giờ cố định cây luôn. Ướm cọng dây rút cho nó vừa không nè.
Rồi, vừa ha. Rồi, làm nhanh lẹ luôn ha. Thì cái này nó rễ nó trắng rồi ha. Trường hợp nó bị trột nó hư cái đầu á thì cũng không sao. Thì ổn định, cố định nó rồi vài bữa nó lên trở lại ha. Rồi chúng ta cho nó xuống theo đúng cái góc của nó luôn ha. Thì ghép cây nên ghép buổi sáng ha. Nó có bị tổn thương gì á thì nó khô luôn. Đó. Xíu này cộng nữa. Các bạn chú ý vô cái thân nó siết cho nó cân đối ha, để cho nó khỏi bị mất ha. Rồi bây giờ chúng ta đắp thử ha. Khá là cứng ha. Khá là cứng ha. Chúng ta xem rễ nó có bị tổn hại gì không ha. Đây à, các bạn thấy cái rễ nhỏ không? Đó, cái rễ nhỏ vẫn còn ha, vẫn còn ok ha. Có một cái rễ nó bị ép vô bên này không thấy nữa. Không thấy. Ở đây có một cái rễ nó đang nhú ra nè. Thấy không? Đó, nó đang nhú ra đó. Để kiếm cái rễ kia coi. Rồi, cái rễ nó bị ép vô nó vẫn còn ha. Đó. À, cái cây nó khá chắc ha. Đó, bao gió luôn. Rồi, mang ra để ha. Rồi chúng ta coi sơ mấy cây ngọc điểm trên cái giò này luôn. Rồi, cũng ra để này, hôm bữa để dưới nó thiếu nắng nó tàn quá. Hôm nay có cây này lá nó tím, tím đen luôn. Đó, rồi. Đó, giờ kia treo đây ha. Rồi bỏ lá khô vô đây. Lá khô đây, qua đây gom một ít lá khô. Đó, nhét vô đây. Cái này ít quá không đủ ha. Bạn nén nhiều nhiều vô, nén cho nó đầy nửa cái hũ này luôn. À, ok. Rồi. Hôm nay chia sẻ với các bạn như vậy thôi. À còn quên cái cây ngọc điểm nữa ha. Thôi để cắt clip xong mình chia sẻ. Rồi cảm ơn các bạn đã xem ha.